Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Những mẫu ô tô hoàn toàn mới sắp ra mắt khách Việt trong thời gian tới. Thị trường ô tô Việt trong thời gian tới sắp sửa đón hàng loạt mẫu xe hoàn toàn mới đáng chú ý như Toyota Yaris Cross, VinFast VF6, Hyundai Custom hay bộ đôi từ hãng xe châu Âu Skoda. Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm, giai đoạn được xem như chặng nước rút cuối cùng của mùa bán hàng năm 2023. Do đó, các hãng xe liên tục thông báo sẽ tung ra hàng loạt sản phẩm mới ở nhiều phân khúc nhằm kích thích thị trường vốn đang khá ảm đạm bởi sức mua thấp. Dưới đây là những mẫu xe mới sắp ra mắt, đều lần đầu có mặt tại thị trường Việt Nam. Hyundai Custom. Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam xác nhận sẽ ra mắt thị trường mẫu xe MPV Custom vào ngày 15 tháng 9 tới. Đây là phân khúc mà hãng còn thiếu trong dải xe của mình. Hyundai Custom là sản phẩm được Hyundai Motor dành riêng cho thị trường châu Á, bao gồm Việt Nam. Mẫu MPV 7 chỗ dùng chung nền tảng khung gầm với Hyundai Tucson hay Kia Carnival. Xe sở hữu kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4950 x 1850 x 1734 mm, chiều dài cơ sở 3055 mm. Những thông số này cho thấy xe nằm ở phân khúc MPV tầm trung hiện chỉ có Toyota Innova. Tại thị trường Trung Quốc, Hyundai Custom sử dụng lắp máy xăng loại 1,5 lít, công suất 167 mã lực, mô men xoắn cực đại 253 nanomet. Hộp số xe sử dụng tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước. Hiện thông tin về cấu hình, trang bị và giá bán cụ thể trên các dòng Hyundai Custom đang được giữ kín. Nhưng các đại lý cho biết xe sẽ được trang bị nhiều tính năng cao cấp như màn hình HUD, màn hình trung tâm 10, 4 inch ghế lái điện 8 hướng có chế độ nhớ, hệ thống phanh tay điện tử, gói tính năng Smart Sense. Toyota Yaris Cross. Toyota Việt Nam đưa ra thông báo sẽ giới thiệu mẫu SUV cỡ B Yaris Cross vào ngày 19 tháng 9 tới. Đặc biệt, dù chưa ra mắt nhưng hãng xe Nhật đã phát thông tin khuyến mại 50% lệ phí trước bạ cho mẫu xe này. Toyota Yaris Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe này phát triển từ nền tảng khung gầm của hãng Hyundai Hatsu và có kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt 4300, 10 x 1770 x 1615 mm. Ngoại hình xe xây dựng theo hướng trẻ trung ở đường nét góc cạnh, mũi xe nhô cao, trục cơ sở lớn mang dáng vẻ vững chãi của một chiếc SUV điển hình. Một số trang bị và tính năng đáng chú ý có thể kể đến trên chiếc xe gầm cao cỡ B là vô lăng tích hợp nút bấm, màn hình giải trí trung tâm đặt nồi kích thước 10,1 inch cùng đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin 7 inch, cửa sổ chờ toàn cảnh, đèn viền nội thất, sạc không dây. Về mặt vận hành, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 1.5 lít cho công suất 105 mã lực. Trong khi đó, bản hybrid dùng động cơ 1.5 lít cho công suất 110 mã lực, còn motor điện có công suất 79 mã lực và dùng hộp số CVT. Hiện nhiều đại lý kinh doanh đã thông báo giá Toyota Yaris Cross dự kiến từ 700 triệu đồng cho bản G và 730 triệu đồng cho bản hybrid. Tại thị trường trong nước, Yaris Cross sẽ cạnh tranh với các mẫu xe như Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Seltos, Mazda CX-3, Nissan Kicks, BZ 2008 và tới đây có thêm Mitsubishi X-Sport, VinFast VF6. Hãng xe Việt thông báo sẽ mở bán chính thức VinFast VF6 từ ngày 22 tháng 9 tới. Hiện chưa rõ mẫu xe điện này nhận đặt cọc hay trực tiếp phân phối trên thị trường. VF6 sở hữu chiều dài, rộng, cao tương ứng 4238 x 1820 x 1594 mm và chiều dài cơ sở 2730 mm, tương tự các mẫu xe VinFast khác. Phần đầu xe vẫn có nét đặc trưng với logo chữ V kèm dải đèn định vị ban ngày, đèn pha được đặt ở phía dưới. Phía sau có thiết kế đơn giản với dải led nối hai bên cho ngoại hình thanh thoát, hiện đại. Một số trang bị tiện ích và tính năng an toàn nổi bật trên chiếc SUV điện này đó là núm xoay chuyển số điện tử giữa hai ghế trước, tính năng điều khiển bằng giọng nói dạng trợ lý ảo, ứng dụng di động, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hỗ trợ lái trên đường cao tốc cấp độ 2, giữ xe ở giữa làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp. VinFast trang bị cho VF6 một motor điện ở trục trước, bản Eco công suất 174 mã lực và bản Plus công suất 201 mã lực. Hai bản này đều lắp gói pin 59,6 kWh với phạm vi hoạt động 399 km bản Eco và 381 km trên bản Plus. VinFast VF6 sẽ là mẫu xe thuần điện thứ 5 sau VF5, VP34, VF8, VF chiến lược hãng xe Việt bán ở Việt Nam. Hiện xe vẫn chưa được công bố giá bán chính thức. Bộ đôi Skoda Karoq và Kodiaq. Theo thông tin được đăng tải trên fanpage chính thức của Skoda Việt Nam, thương hiệu này sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 23 tháng 9. Hãng xe đến từ Cộng hòa Séc đánh dấu sự gia nhập của mình tại thị trường Việt bằng hai mẫu xe Karoq và Kodiaq. Bộ đôi này được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Theo tiết lộ của một tư vấn bán hàng, Karoq và Kodiaq về Việt Nam mỗi mẫu xe có hai phiên bản, gồm Karoq Ambition 1.4T SC Turbo và Karoq Style 1.4T SC Turbo. Tương tự, Skoda Kodiaq cũng có hai phiên bản, gồm Kodiaq Ambition 1.4T SC Turbo và Kodiaq Style 2 T SC Turbo 4x4. Với Skoda Karoq, đây là mẫu xe nằm ở phân khúc
SUV cơ C được ra mắt toàn cầu vào năm 2017. Xe được trang bị động cơ 1.4 TSI công suất 148 mã lực cùng hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, Skoda Kodiaq là mẫu SUV 7 chỗ, sử dụng động cơ xăng tăng áp 2 TSI Turbo 4x4. Tại phiên bản Style cho công suất cực đại 178 mã lực tại 3.900 đến 6.000 vòng trên phút, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt DSG. Các thông tin về trang bị, tiện nghi và giá bán vẫn chưa được tiết lộ, nhưng tại thị trường quê nhà, Karoq đang có giá bán tương đương 850 triệu đồng. Cạnh tranh với những đối thủ mạnh ở phân khúc như Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson hay Ford Territory. Còn Kodiaq có giá quy đổi 1,15 tỷ đồng cạnh tranh với các mẫu Hyundai Santa F, Toyota Fortuner, Peugeot 5008, Kia Sorento, Ford Everest, Hyundai Creta 2024 lộ diện, đe dọa Toyota Corolla Cross bằng thiết kế thời trang, tính năng cao cấp. Phiên bản nâng cấp Hyundai Creta 2024 chắc chắn sẽ là một trong những đối thủ nặng ký nhất mà Toyota Corolla Cross phải đương đầu. Sự phấn khích đang dâng trào tại thị trường ô tô Ấn Độ khi Hyundai chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Hyundai Creta vào đầu năm tới để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Corolla Cross hay Kia Seltos. Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã thử nghiệm Creta facelift mới này tại nhiều quốc gia, làm dấy lên sự mong đợi của những người đam mê ô tô. Mẫu SUV cỡ trung được tân trang lại đã sẵn sàng thu hút thị trường bằng một loạt đoạn giới thiệu trước khi bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Những bức ảnh rõ rì trong thời gian gần đây đã tiết lộ những chi tiết đầy ấn tượng giúp Hyundai Creta facelift trở nên khác biệt so với phiên bản hiện hành. Các yếu tố chính cần chú ý trên mẫu xe đối thủ của Toyota Corolla Cross và Kia Seltos bao gồm cụm đèn pha tách rời được thiết kế lại với đèn chạy ban ngày LED hình chữ L ngược, thành dày trên nóc mới và bánh xe hợp kim. Phần đuôi xe nổi bật với đèn hậu tạo hình chữ H mới cùng với càn va được thiết kế lại. Cột bê sơn đen và cửa sau được tinh chỉnh có hốc gắn biển số và tấm trượt giả. Hyundai Creta đã rất nổi tiếng với tư cách là một trong những mẫu SUV bán chạy nhất Ấn Độ. Creta thế hệ thứ hai được ra mắt vào năm 2020 và ngày càng có nhiều dự đoán về phiên bản nâng cấp của mẫu xe này. Nhà sản xuất ô tô của Hàn Quốc đã xác nhận rằng mẫu xe đối thủ của Toyota Corolla Cross và Kia Seltos sẽ được làm mới và xuất hiện trên đường phố Ấn Độ vào năm 2024. Hyundai hứa hẹn rằng Creta mới sẽ khác biệt đáng kể về mặt thiết kế so với mẫu xe được giới thiệu vào cuối năm 2021. Không chỉ có ngoại hình thay đổi, Hyundai Creta facelift dự kiến cũng sẽ có thể có một tùy chọn động cơ mới. Hyundai đã ngừng sản xuất động cơ xăng tăng áp 1.4 lít cũ vào tháng 4 năm 2023 do không tuân thủ tiêu chuẩn khí thải BS6 giai đoạn 2. Mới nhất, động cơ này sẽ được thay thế bởi động cơ xăng tăng áp 1.5 lít mới, cũng được trang bị trên Verna thế hệ mới. Các tùy chọn động cơ khác gồm có động cơ xăng 1.5 lít, nam và động cơ diesel 1.5 lít vẫn sẽ tiếp tục được cung cấp. Hyundai Creta luôn được biết đến với bộ tính năng phong phú và bản cập nhật sắp tới sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng hơn nữa. Theo truyền thông Ấn Độ, Hyundai Creta 2024 được thiết lập để giới thiệu một loạt tính năng mới, bao gồm hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao cấp độ 2 ADAS, camera đỗ xe 360 độ, cùng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn và camera hành trình tích hợp. Những cải tiến này kết hợp với nội thất cập nhật hứa hẹn sẽ nâng cao sức hấp dẫn tổng thể của chiếc SUV cỡ B này và giúp cho Creta bứt phá trong cuộc đua doanh số với Toyota Corolla Cross cũng như Kia Seltos. Video cận cảnh Hyundai Sonata 2024. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.